chào thầy và các bạn. Hôm nay thì em xin nộp bài tập số 7. Bài tập nhờ đo nhiệt độ 2 cơn 3 cơn 4 dùng LM35 hiển thị trên LCD 16:2 và cảnh báo quá nhiệt khi nhiệt độ quá 40 độ C. Yêu cầu thiết kế phần cứng, viết chương trình và mô phỏng. Và ta đi vào phần cứng của và phần cứng ta thiết kế như sau. Thì ta dùng đề bài yêu cầu là dùng cơn 3 cơn 4 nên ta đưa cái chân ao của con LM35 thì vào chân AN3 và chân AN4. Ở đây thì dùng cái nguyên kế để đo điện áp thôi. Và dùng con LCD 16:2 thì các cái chân VDD, VTD nối nguồn, VSS nối xuống mát. Ở trong VE là dùng để điều khiển độ tương phản của màn hình. Thì trên khi mô phỏng thì ta không có điều chỉnh được nên ta cho lên nguồn luôn. Và các cái chân RS, RW và chân cho phép E, Enable thì ta lần lượt đối với chân D0, D1, D2. Và đây ta dùng điều khiển, ta dùng giao tiếp 4 bit. Ta dùng từ cái chân của LCD T4 đến D7 lần lượt nối với các chân từ D4 đến D7 của cái con bit. Ta dùng một cái loa, cái buzzer. Khi mà nhiệt độ quá 40 độ C thì cái loa nối với cái chân E0 này nó sẽ báo cảnh báo và nó sẽ kêu lên. Đó là phần cứng. Và ta đi vào chương trình. Chương trình là đầu tiên là ba câu lệnh thần thánh include 16 khai báo thư viện. Và cái lưu ý là ta khai báo ADC 10 bit. ADC thì cái dòng này ta phải khai báo sau cái include. Nếu ta khai báo trước cái thư viện LCD, nếu như ta khai báo sau thư viện LCD thì nó sẽ không có chạy. Và thứ hai là ta khai báo, ta sử dụng thạch anh, ta sử dụng tần số cao và ta định nghĩa các cái chân từ chân E thì nói với D2 này, chân RS nói với D0, RW nói với D1, rồi các cái chân D4 đến D7 của con E LC thì nói lần lượt nói với cái chân là các cái ở đây ta sử dụng LCD thư viện LCD của cái của CCS nên nó có các cái đầu tiên là ta phải định nghĩa các cái chân data 4 đến data 7 đây nên ta nói với cái chân D4 đến D7 rồi ta đi vào chương trình chính. Chương trình đầu tiên là khai báo D là ngõ, D không biết FF là ngõ vào này, bột D là ngõ vào, bột A là ngõ vào, bột E là ngõ ra, khi mà V là ngõ ra. Rồi là ta khai báo hàm setup ADC, ta sử dụng xung ngoại VF trừ là bằng VSS, VF cộng là bằng VDD. Và ta dùng hai cái chân ở đây, ta dùng các cái ADC chân cân 3 và cân 4 thôi nên ta khai báo cân 3 và cân 4 là cái hàm setup ADC 1 SAN3, SAN4. LCD ENIS, hàm LCD ENIS, hai hàm LCD ENIS nó phải được gọi trước khi thực hiện các cái hàm khác. Vậy đầu tiên là ta phải gọi hàm LCD ENIS, nó giống như cái hàm setup ADC trong cái thư viện LCD, trong cái thư viện LCD trong sách. Sau đó delay khoảng thời gian và ta gọi cái hàm LCD go to with E, tức là cái hàm LCD go to with E là nó sẽ đưa con trỏ về vị trí thứ X trên hàng thứ Y, tức là ta đưa nó về vị trí thứ nhất trên hàng thứ nhất. Nó sẽ hiện lên cái dòng chữ
ACD bút xi là nó xuất lên dòng chữ cảm biến 1 và đây cảm biến 2. Rồi ACD go to with E thì dòng thứ nhất, vị trí thứ nhất của dòng thứ hai nó sẽ hiện lên cái dòng là nhiệt độ. Rồi ta tạo một cái vòng lặp. Rồi ta đập kênh 3, kênh 4. Đối với kênh 3 thì small setup channel là ta đọc kênh 3, xong nó delay một khoảng thời gian. Rồi sau đó ta đọc cái ha, ta đọc giá trị ADC, Tavarix ADC, sau đó lấy đây là chia cho 2.046. Cái số 2.046 này đâu ra? Tức là nó là step size của cái, nó là cái step size ADC V đất cộng là V đất trừ là 0, V đất cộng là 5. Như vậy thì step size là bằng 5 V đất cộng trừ V đất trừ chia cho 2 mũ N trừ 1, tức là 5 trừ 0 chia cho 2 mũ 10 trừ 1, nó sẽ bằng một cái giá trị. Cái giá trị đó nó, cái giá trị đó là bằng 4.887. Nhưng mà do cái thằng mà do ADC, mà độ phân giải của ADC là 4.887, không tương thích với độ phân giải của cảm biến LM35, mà cảm biến của LM35 nó cái độ chênh lệch là độ phân giải của nó là 10 mV, nên độ chênh lệch của nó là 10 mV chia 4.887 nó sẽ bằng 2.046. Tương lấy T chia cái số này ra là sẽ ra nhiệt độ. Và ta hiển thị cái hạt, ta hiển thị nó lên LCD. Thì muốn hiển thị lên LCD thì cái dòng chữ của nó phải khớp với cái này. Thì ta bắt đầu tính này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Như vậy là vị trí thứ 11 nó phải nằm hàng dưới này, vị trí thứ 11 của hàng thứ hai. Vị trí thứ 11 của hàng thứ hai. Và sau đó ta in cái, ta in cái giá trị lên màn hình là bài hàm VH LCD Pussy phần trăm D. Ta chỉ lấy phần nguyên thôi của cái T. Nếu như T lớn hơn 40 thì xuất giá, thì xuất mức, xuất cho chân E không lên mức cao để cái pressure nó kêu. Bình thường là nó mức 0, nếu như lớn hơn 40 thì nó sẽ lên mức 1. Rồi sau nó cảnh báo quá nhiệt thì người ta phải xuất cái thông báo ra cho kênh 3 nó quá nhiệt. Thì hàm LCD go to with E, ta đưa con trỏ về vị trí thứ nhất của hàng thứ nhất và hiển thị lên dòng chữ là kênh 3 quá nhiệt. Và sau một khoảng thời gian là ta delay một khoảng thời gian là 500 mili giây thì ta hiện lại dòng chữ cảm biến 1, 2. Nếu ngược lại nó nhỏ hơn 40 thì thôi, thì cho nó xuất không thì, thì cái nó sẽ không có kêu. Tương tự với công bố, đầu tiên ta set ADC channel, ta đọc công bố, ta delay một khoảng thời gian, sau đó ta đọc giá trị ADC và lấy T là bằng T chia 2.046. cái số 2.046 thì ở trên đó rồi, thì ta hiển thị lên cái dòng chữ LCD go to XY tại vị trí 15 này, 1 nó phải dưới con số 2 3 lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 15. Như vậy thì tại vị trí số 15 của dòng thứ hai nó sẽ hiện cái giá trị nhiệt độ của cái kênh, của cái kênh kênh 4 rồi là của kia là mở bên năm thứ hai. Rồi sau đó in cái, rồi sau đó tôi in cái nhiệt độ của kênh thứ hai ra, kênh kênh 4 ấy, cái con là mở bên năm thứ hai ra giá trị, ta lấy giá trị phần nguyên của nó thôi. Nếu như nó lớn 40 thì cho cái lo nó kêu lên, nó cảnh báo quá nhiệt, nó sẽ thông báo là kênh 4 quá nhiệt. Rồi ta nên delay một khoảng thời gian, rồi ta đã quay lại đang hiển thị dòng chữ cảm biến 1, 2. Và nếu nó nhỏ hơn 40 thì
chân hay không, nó ở mức thấp thì lúc này lôi nó sẽ không kêu. Đây, tôi biết cái hàm Y chưa, thì tôi gọi hai hàm cân 3 cân 4 ra. Như vậy là đã xong chương trình tâm biểu. Câu hỏi chạy thử nha. Rồi mới vô thì tôi chạy nó xuống. Đầu tiên thì nó sẽ hiển thị dòng chữ là cảm biến, ở trên này hiển thị dòng cảm biến này, cảm biến thứ nhất, cảm biến thứ hai, ở dưới là hiển thị nhiệt độ giảm xuống thì giảm. Giả sử nếu kênh 2 tăng lên, nếu nó lớn hơn 40 thì chân e không nó sẽ lên mức 1 thì cái lo nó sẽ kêu. Cân 4 nó sẽ hiển thị lên dòng chữ là cân 4 quá nhiều. Ở đây thì chân nghe không lên mức 1 mà không hiểu sao cái lo này không kêu, chả biết tại sao. Rồi như vậy là ta làm xong yêu cầu đề bài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.